Chào mừng các bạn đến với hai chữ đẳng cấp của Duy Nguyễn. Bạn thấy phía sau và Duy Nguyễn đứng đây có đẳng cấp chưa? Bạn biết là Duy Nguyễn chơi đồ hiệu không đó các bạn? Thật sự đồ thường không chơi đâu nha. Thấy không, hiệu nè. Đó, cái áo ngạo nghễ hiệu hiệu BBT nha. Cái quần nè. Đâu rồi? Thằng quỷ gắn micro vô che răng nem mày. Đây, quần THOL đi em ơi. Nè. Thấy không? Wow. Đó hiệu. Thấy không? Cái trong đây cũng hiệu nè. Nhưng mà giờ nó remote, không được. Đó, giày hiệu THOL. Một đôi giới hiệu THOL luôn á. Ghê chưa? Đó, chơi đồ hiệu nào vậy phải đẳng cấp. Đẳng cấp là gì? Chơi đồ hiệu không chơi đồ luôn. Đó. Và xin giới thiệu các bạn đôi giày của Duy Nguyễn nè. Đạp gan mẹt này chạy vi vu khắp Sài Thành. Đó. Đi vô hết những trung tâm mall lớn nhỏ của Việt Nam, từ Bắc Sun Diamond cho tới Wincom, tới Crescent Mall, rồi tới gì. Cái gì mà hồi bữa Chủ nhật tuần trước mà Duy Nguyễn nói các bạn. Cái gì mà Takasatamina gì đó, nói chung là cái quỷ gì đó, gần Sài Gòn que. Đó, gần Sài Gòn que. Đó, đi nát cho nó luôn để tìm một đôi giày hiệu đẳng cấp hơn mà không có. Trong đó không hiệu đẳng cấp hơn hiệu này vậy. Bây giờ tôi vẫn đi đôi này. Đó. Nhưng mà chia sẻ với bạn buổi đó là Duy Nguyễn đi xuống cái hầm xe nhà building đó, không bằng hầm BBT các bạn. Không bằng. Và nhìn hầm BBT được không? Đó, xuống đâu áp lực đâu, xuống cái vèo, cái rọt đồ vô tư. Thấy không? Đây nhìn nè. Nhìn mày quay cận đây mới thấy. Nè. Thấy không? Ta chơi ta cánh là gắn tim đồ này nọ hết trơn rồi. Ve đồ canh thoải mái. Còn mấy hầm chỗ đó bạn nhất nhỏ thứ hai nó cong. Đúng không? Thứ ba nó khuất tầm nhìn mà xe tôi xe bự vậy nè. Trời đất, cái xe bự vậy mà mỗi lần cái thời sư bạn nó xuống cái hầm đó là quéo trứng cút chứ không phải giỡn đâu. Bật camera 360 luôn mà nhìn nó ớn á. Kinh lắm. Bây giờ làm hầm thất bại vậy. Xong rồi lên đó lựa đồ, lựa gì biết không? Lựa giày. Duy Nguyễn có đôi giày Valentino 26 triệu mới tự nhiên giờ nó mất tiêu. Mất từ hồi bữa khai trường chính đó, bữa đó điên máu luôn bạn. Bữa đó bằng đôi không để Duy Nguyễn đi đôi giày lô. Đi đôi Bonia gì đó có 5 triệu à. Đó. Mà cái đôi giày kia nó mất tức kiếm không được. Mà nhớ mình đi Mỹ mình không mang đâu ta. Thường như Duy đi Mỹ là Duy cầm cái bát bo với cầm cái kệ cái thẻ đi à. Ít nào cầm giày lắm. Nên khả năng mất bên Mỹ là coi những có. Bây giờ điên tức. Đó, bây giờ phải đi sưu tầm mà đôi giày. Đi sưu tầm mà đôi giày để cho khai trương quận 7 nó có đồ và mặc khai trương gì chân trời đó. Đó, cái vấn đề đó là vấn đề chính. Mà đi vô trong nguyên trung tâm Kamasaka kia gì đó, nó không có bán đồ hiệu xịn mà. Bán đồ nó không mà trời, vô đó giống bán bánh á. Bán cho nít ăn này nọ. Giờ mình review đó thì nó ghét mình nữa thiệt chứ. Đó, mình đi mình đứng lang bang đồ Gucci, Chanel cũng có. Nhưng mà nói chung là phải bỏ đi ha. Đó, xong rồi Duy Nguyễn phải đi bộ. Duy Nguyễn phải đi bộ ra ngoài quận 1, đi ra ngoài đường tập có không phải Duy Nguyễn kìa, không biết nó ghét mình, nó thương mình nữa. Nó gặp nó kêu Duy Nguyễn kìa, Diêm Chúa kìa, ABC các kiểu luôn. Đi bộ qua phố, đi bộ Nguyễn Huệ luôn bạn. Đó, xong rồi chạy tới nhà hàng thành phố Hồ Chí Minh. Ngay chỗ đó có cái store rất là lớn, đó là store của LV. Store của LV và mình đã, nói chung là bị nó bào tiền. Và hôm nay mình sẽ review cho bạn thấy sản phẩm mình mua của LV cho các bạn. Okay. À, tính bỏ chứ mà dơ. Bây giờ mấy em muốn review ở đầu cái đít. Rồi ok. Đây là đây. Mình đi tìm một đôi giày. Mà mình là fan trung thành của Valentino, các bạn biết rồi, Valentino là mình rất trung thành của cái brand name này. Nhưng mà bây giờ đó là Valentino nó hết giày rồi. Nó hết giày rồi, còn cái đôi có mười mấy triệu rồi bạn. Đối với mấy triệu nhìn như đồ lô á. Nên muốn được. Đó nên có người bạn giới thiệu qua bên LV này mua. Nhưng mà trước khi khui hộp LV này, Duy cũng chia sẻ một góc nhìn của Duy về LV. Nó nói mấy không phải là tôi đi LV tôi khen LV nha các bạn. Nhưng mà ở LV nó có một cách làm việc mà Duy Nguyễn rất là thích. LV nước ngoài nghe. Việt Nam này không có. LV nước ngoài. Khi mà Duy đi nước ngoài á thì những cái store của LV á nó xếp hàng ghép like đồng bắn mây thấy mẹ luôn á. Tức là sao? Tức là người ta muốn mua hay muốn coi gì đó không biết, mày coi cũng được nữa. Mày xếp hàng tới đây, đứng ở đây 5 phút sau cho vô đứa, 5 phút sau cho vô đứa, 5 phút sau cho vô đứa. Chứ nó không cho vô ào với mấy cái store khác. Đó. Mà khi mà LV nó cho vậy á, tức là vô trong đó là có một nhân viên nó service một khách. Một nhân viên nó service một khách. Thấy không? Cái đó đó là cái đối với anh đó là đẳng cấp.
thấy không, đẳng cấp giống BVT của anh vậy đó. Đó, thật sự là em thích mà, em thích mấy đẳng cấp gì đó. Còn LB Việt Nam á thì không có, LB Thành phố Hồ Chí Minh á thì nó vẫn vô tự do nha các bạn. Vẫn vô tự do. Tại vì cái văn hóa đó mà đem về áp dụng Việt Nam chắc nó chửi chết luôn. Đó. Thì cái trụ sở LB nằm trên đường Đồng Khởi nha các bạn, ở trong nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đó mình nói rồi. Nó cũng bự lắm, nó cũng hai ba lầu gì đó. Đó, giờ vô trong đó mua. Rồi mua nhiêu giá nhau nó vậy, không bơm giá, bật Duy Nguyễn không bơm giá. Mà tật của Duy Nguyễn đi mua đồ có đàn ông thích là mua, không hỏi nhiều. Wow. Đúng không? Không hỏi nhiều, không hỏi là đôi này nhiêu hết á. Rồi không hỏi là em ơi có bảo hành không, em ơi có đổi trả không. Ví dụ giờ anh mua xong anh về anh quay video, anh câu like xong rồi anh đem trả em chịu không. Không hỏi, tật của Duy Nguyễn là vậy đó, một khi bạn chơi đồ hiệu thôi à. Mà bạn đã chơi đồ hiệu á là mình thích thì mình mua, đừng có nhiều. Giống như tập game vậy đó, vô BBT thích xuống tiền, đừng hỏi quá trời quá đất, tôi mệt quá. Thấy không? Nên cách làm việc và cái tư duy kinh doanh của Duy Nguyễn để xây dựng cái đế chế BBT to đùng cao nhồng như nè, là các bạn biết là tôi là đi theo cái đế chế mà đẳng cấp vậy đó. Tức là chắc chắn là tôi phải phục vụ bạn đẳng cấp. Nhưng mà để tôi phục vụ bạn đẳng cấp thì các bạn phải trả cho tôi một khách hàng đẳng cấp. Khổ vậy đó, nó nghe không? Này đây. Đây. Nó thật sự không có tiền mua đâu ba ơi. Mượn nợ mua. Hả? Nó nói thẳng, mượn nợ mua ông ơi. Tiền bạc đâu mua nè, nó có thư mời nữa nè, không biết gì ở đây nữa. Đọc nghe tâm thư coi. Quá đơn làm ghê ba. Quá đơn, nó thật sự tặng chẳng qua là mua hàng rồi giờ mình làm video mình kiếm view thôi các bạn. Mình mua hàng mình làm video mình kiếm view thôi chứ giờ mà hả? Mình không mình quay cái này mắc cỡ chết luôn á. Mắc cỡ lắm. Hóa dân chơi đồ hiệu mà chơi view này nó cười chích bà nội luôn. Nhưng mà thôi thông cảm đi. Rồi đây. Ok chưa? Rồi nói thẳng ra giờ giải thích tại sao là số 27 triệu. Đơn giản là giờ tôi mua Duy Nguyễn đi mua giày là cái giày Duy Nguyễn phải phù hợp để Duy Nguyễn đi thôi à. Mày nhiêu tiền ông anh không khe, mấy 100 triệu đổ lại được rồi. Đó. Nhưng mà bây giờ bữa đó Duy ra LV đó thì thật ra giày không có giày mắt. Giày mắt là giày phải đặt. Nó khổ vậy đó. Giày nó chỉ tầm mắc nhất 3-4 triệu. Thấy mắc nhất là 3-4 triệu hết rồi. Còn cái túi thì mắc 100 triệu, 100 ngoài có. Túi sách nữ thì mắc hơn nha. Túi nam cũng mắc nữa nhưng mà giày thì nó chỉ có 3-4 triệu là cái mắc nhất. Nhưng mà cái mắc nhất đó, cái kiểu nó tin tin thì sao đó. Đi không có được. Đi không có được vậy thôi à. Mà còn có mấy cái kiểu nhìn cũng được mà nó rẻ. Nó có mười mấy triệu à. Mà bây giờ tự nhiên mình mất đôi 26 triệu mình mua đôi mười mấy triệu. Chắc mình up lên mạng nó cười thúi mỏm luôn. Nó khổ bạn. Thật tôi nổi tiếng là phải sống ảo chút xíu nữa này, nói thẳng luôn nha. Ông mà nổi tiếng phải sống ảo nữa chứ không tôi đâu mua đâu mười mấy làm gì tôi. Nhưng mà giang hồ ai cũng biết là tôi có đôi 26 rồi, tôi bắt đôi 26. Mà giờ mình đi mua đôi mười mấy không được, mà phải mua đôi 27. Đó. Hiểu không? Rớt ba. Rồi bỏ vô. Đôi 27. Rồi giờ khui hàng coi. Nó xấu quắc à ba ơi. Thật sự đồ hiệu vậy thôi chứ nó xấu quắc à. Ông tiêu mở mở sao tay đây. Đây. Ok. Sẵn tiện là con cái con xeo nói gì là Duy nói đó luôn nha. Con xeo nói gì là Duy nói đó, Duy dặn bạn luôn à, ok. Rồi bỏ này vô đây đi, ăn chút tính. Đây. Có khí khô gì. Có gì đâu. Này. Vậy thôi đó, đủ 27 triệu của tôi đó. Thôi rồi đó. Rồi ok. Cái này là cái gì? Cái này là cái cọng dây dài thôi. Cọng dây dài sơ cua. Đó, cọng dây dài sơ cua thôi các bạn. Không có gì chơi hết trời á. Đây. Máy dây nó nhỏ như bún trời. Như vậy đó nè bạn. Má vậy thì ra ngoài đường chắc mua năm chừng ngàn cộng với nhiêu. Đúng không? Đâu không như vậy gì bóng dánh thôi. Em bỏ trong hộp đặt cho ghê. Rồi ok. Rồi hai cái túi này đựng giày. Bạn mua đồ hiệu thì chắc chắn là nó phải hai túi này. Valentino cũng có thôi bạn chứ không phải LV có không nha. Đây Valentino cũng có hai cái túi này. Thì hai cái túi này ngoài cái túi đựng giày ra nó còn có một tác dụng là để lau giày. Nha các bạn nhìn các bạn sẽ không hiểu đúng không ạ? Tại vì bây giờ thường thường các bạn coi phim Việt Nam mà thời xưa đó có mang đánh giày công viên đúng không? Cái đó là không có đánh được nha ba. Đôi giày là không có đánh được. Đôi giày này dơ lao hết. Dơ lao hết vậy thôi đó. Dơ lao hết đôi giày này nè. Má không đau luôn không? Bạn thấy không? Đây là cái kiểu giày mà Duy Nguyễn đi. Đây là kiểu giày mà Duy Nguyễn đi nha các bạn. Duy Nguyễn đôi giày 26 triệu Valentino cũng giống giày. Cũng là cái kiểu này. Đó. Nhưng mà nó là bằng da khác. Nó là da tăng Nam Mỹ. Còn đây da bò.
cái xong mình hỏi ủa anh có bán nha, em có bán da cá sấu, da trăng, da đà điểu, da rắn, da thằn lằn gì không? Cái đó có mà phải đặt anh ơi, phải đặt lâu rồi, không đặt chừng nửa năm á. Rồi xong rồi giờ gia công đánh phấn đánh son gì đâu này nọ 200-300 triệu một cái. Cái đó thôi để em đi luôn đi em ơi. Rồi không có đôi giày em hành anh quá. Đó Thanh mua đôi này đi đỡ. Nên mua đôi này đi đỡ bạn nè, đây cho bạn review đế luôn nè. Đây đế, đế này có ma sát, có mấy loại đế nó từ gì gì. Đó gì đi đế này, thấy không? Nè. Louis Vuitton nè, thằng này là LV, này là thương hiệu Paris mắc in ở Ý. Nó thật sự cái này thì chia sẻ bằng luôn. Thằng Khứa, thằng Pháp với thằng Ý hai thằng hợp tác. Nói về đồ hiệu á thì hai thằng Khứa là hợp tác với nhau. Cái thằng Ý là cái thằng chuyên gia thiết kế. Đúng không? Nhà thiết kế của Ý là ghê rồi. Đúng không? Ý nó chuyên về thiết kế bạn. Mấy cái thứ sở thành Milan á là đào tạo ra biết bao nhiêu tay thiết kế lão luyện cho đồ hiệu á. Nó nên cái này là thằng Pháp sản xuất Ý. Hai G7 hợp tác nha. Rồi con đôi kia nó cũng rẻ hơn, nó 24 triệu, nó y chang đôi luôn mà nó 24 triệu, mà cái phần này Duy thích hơn, cái này cái phần quà tiết này Duy thích hơn, nhưng mà Duy không mua được tại nó rẻ hơn. Hồi nãy nói rồi mà khổ vậy má ơi, tôi nãy giờ tôi đổi tiếng mà tôi phải sống ảo một chút xíu nữa chứ, đôi kia 26 giờ mua được 24, nó nói là mà phá sản tới nơi rồi đó, ABC các kiểu nó dựng hồi ghê mẹ, mà nó dựng vậy còn mai mốt lỡ cổ phiếu ABC xuống tôi chết luôn, phải không? Nó ảo thôi nha, đừng nóng nha mà, không ảo thôi. Rồi đó, đây nè, này nè không, cái mỏ nó khác, tôi thích cái mỏ này nó có một lớp da nó ịn lên, nó mập này đọc kia. Rồi xong, tiếp tục nha, cái phần vân này nè, chắc mấy em nhìn không có rõ, anh cho mày mượn đôi giày mà chụp hình luôn, mốt về Bình Tân cho mượn đôi giày chụp hình, cái phần vân này nè, phần vân này rất là đặc biệt. Nó là phần vân đánh đủ, nó nói tao là dù dùng công nghệ 5-6-7 chụp lớp laser đồ là làm thủ công đồ cực nó mới ra được cái vân này. Cái đó là nó nói, phải tao nói không? Rồi xong rồi có một cái giày khác nó nguyên đám vân luôn mà vân nó dạch đơn giản. Cái đó ủa sau này vân nhiều hơn, mã này vân ít hơn mà sau này mắc hơn. Cái nói này vân khó hơn, vân này làm cực hơn rất là lâu. Còn vân cái dạch nguyên miếng làm luôn. Đó nó nói vậy đó. Rồi ở trong đôi giày này cũng có chữ LV đó nha. Đế nè, ok ha. Rồi vậy thôi đó. Rồi lấy con đôi kia ra nữa. Ôi bạn ơi, nhớ là Duy đi dài size 41 cho các bạn có thích gì thì mua tặng Duy đôi khác, tặng Duy thêm đôi nữa Duy đi đó, mua đôi này đi khai trương 7 thôi, tặng anh đôi 270 em đi không? Thôi 270 mày giữ mày xài cho mày ơi. Đây giờ xấu đẹp thì tùy mắt người nhìn không, tôi nói bạn vậy đó, mất đôi kia tiếc, tôi thích đôi kia lắm bạn, đôi kia của hãng Valentino, đôi kia Duy rất là thích nhưng mà nó mất thì chịu thôi chứ sao giờ. Nhưng mà thật sự Duy cũng chả muốn mua đâu bạn ơi, không ưng. Duy kiếm cái đôi khoảng chừng nó thật sự bạn, nhiều khi bạn nói này nó kia chứ vô LB Duy kiếm khoảng đôi 50 triệu mà da đẹp đẹp xíu, đó là tâm nguyện của Duy. Nhưng mà Duy vô đó Duy lựa nó có nhiêu đó mẫu à, nó có gì đó lỗ mày muốn mua thôi à. Mà giờ mình đã bỏ cái ngày chủ nhật ra mà đi mình lựa đồ, xong mình để đi bộ cái khúc rồi mình đi vô đó mình lựa, mình tới xuôi ngược mình lựa, mình lấy mình sắp đích mình về, đúng không? Nên cái này thật sự bởi vì Duy mới nói bạn là đàn ông á, chơi thì quyết định cho lẹ đi, đừng có sồn mà đừng có lâu, đúng không? Nên Duy Nguyễn mua cái đôi giày này cũng phải là nằm trong cái trạng thái mà Duy Nguyễn muốn mua nhất, nhưng mà vô thế buộc mua rồi, nó vô thế buộc mua rồi, không lẽ vợ ông anh mua đôi này rồi từ sau đi nữa hả? Ông đâu có rảnh đâu ba, đi cứ đó hoài bằng nhỏ nhân viên chửi khùng, nói mẹ không có tiền mua miếng đi, tự nhiên mà vô mà lựa đồ đã rồi xong rồi không mua này nọ, ABC kỹ mà, bởi vì Duy Nguyễn mua một cái gì đó, Duy Nguyễn sử dụng dịch vụ gì đó. Thì Duy Nguyễn cũng rất là trân trọng dịch vụ đó mà mình cũng thành, phải gọi là mình có cái lòng thành nữa. Đi bộ từ bên Sài Gòn que. Đi bộ từ bên Sài Gòn que rồi đi qua tới bệnh đó mua đâu có gần đâu ông nội. Hồi cuốn về tôi đi ráp cho tôi mua đi bộ nữa. Đúng không? Nên bởi vậy các bạn á, mua súp ở BBT, tập gym ở THOL thì các bạn cũng phải có chất chơi nữa Duy Nguyễn thôi. Thì Duy Nguyễn support bạn cả đời. Đó là câu chốt mà Duy Nguyễn muốn nói với các bạn. Đúng không? Dịch vụ BBT và dịch vụ THOL là dịch vụ đẳng cấp. Các bạn hãy cầm tiền tới đây để thấy được chúng tôi phục vụ bạn như thế nào. Đó, chứ bây giờ các bạn ngồi cào phím không mà trong cái tiền bạn không có cãi qua cãi lại, nó mất thân phận của nhau. Bye bye các bạn, cảm ơn các bạn theo video. Hay thì mua súp đi ba, like xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài.